Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sonic 110 nâng cấp cực ngầu với một hệ thống phanh Crambo cực cao. Cái chiếc Sonic 110 hôm nay là một dòng xe được giới Việt Nam rất ưa chuộng. Không những lung linh ảnh đẹp nguyên thủy mà nó còn rất hấp dẫn bằng những màn lột sắt đầy táo bạo. Dẫn chứng là con Sonic được chuyển dưới đây với cái sự thay đổi đơn giản nhưng không hề giản đơn chút nào, bằng việc đổ lại full luôn cái hệ thống phanh từ hãng Crambo danh giá. Xem qua một điểm nhấn nút người xem chính là cái dàn áo xanh candy làm chủ đạo phối cùng với gam màu cam đen. Cái phần chữ V trước là vị trí đầu với gam màu sắc cam đen lấy ý tưởng từ những mẫu Sonic trắng đỏ phiên bản Racing. Tiếp đến chúng ta hãy được xe trang bị cái cụm phanh Crambo AZ đi cùng với bình dập Crambo khối. Không những hướng kiển mà còn giúp lực bóp trở nên im dịu nhưng tác động rất mạnh đến con heo dầu, xử lý phanh một cách ổn định nhất. Cái cụm tăng Dono 1GB trang bị giúp hành trình ra được rút gắn chảy để xe tốc nhanh hơn. Toàn bộ các chi tiết được định bằng ốc rô ti. Thúc ánh nhìn hơn với cái dàn chân rực rỡ, gam màu sắc cam tự như phiên bản Presso. Hỗ trợ cái cụm phanh trước hoạt động ổn định thì người chủ phải trang bị con heo dầu Rainbow 20 xứng logo lớn, qua cái sự hỗ trợ phát nhôm CC nhuộm đen. Bên đập Rainbow Racing tích hợp các ổ khí dầu tiện ích. Nếu so với bên đập truyền thống thì nó đẳng cấp hơn rất nhiều, từ cái sự thẩm mỹ thiết kế bên ngoài cho đến hiệu năng ở bên trong. Cụ thể nó truyền lực phanh rất mạnh và khi ra thắng sẽ có độ ổn định cao nhất. Hệ thống phanh sau được nâng cấp với hệ Rainbow 20 xứng logo lớn quay ngược qua cái sự hỗ trợ phát nhôm CC chạy từ máy. Thực tế thì Helsin không quay ngược những heo Rainbow bởi phần lưng nào hoàn toàn kính, không có cái hở. Còn đối với dòng Rainbow thì trọng lượng nhẹ, phần lưng lại có cái chốc dự bố và có hở, giúp đất cát có động lại trong heo sau một khoảng dùng dài. Hệ thống cái giảm sóc VSD đi cùng với bình dầu. Đây là một trong những cái món đồ chơi quan trọng nhất, góp phần quyết định cái sự dễ chịu im ái đối với người ngồi. Với một cái bộ phục tốt, mức độ nhún nhảy hợp lý, chiếc xe sẽ đạt được vận tốc cao nhất khi vào cua, nhưng vẫn đảm bảo được cái sự cân bằng tối ưu. Độ nhún, độ nảy của phục hoàn toàn có thể kiểm soát chứ không phải nảy theo một cái sự quán tính. Exciter 110 có cái màn lột sắt bứt phá với dị mạc bên ngoài cực chất. Cái bản độ Exciter 110 hôm nay khoét cho mình một cái tông màu full đỏ đen đi cùng cái sự huyền bí và đặt cái sự khoảng cách. Những món đồ chơi người chủ trang bị cho xe chính là điểm nhấn nhỏ giúp chiếc xe trở nên nổi bật hơn rất nhiều. Chiếc xe trang bị cho mình cái cụm tăng tốc Dono vàng có khả năng rút ngắn hành trình để con xe được nhanh hơn. Chi tiết cái phần trợ lực Quad S kẹp sườn sẽ ổn định tay lái cái sắt phần đầu cho độ cao. Tuy nhiên vì là cái món đồ chơi chế thêm nên cái phần giữa nhám được khoét rộng rất nhiều. Chân chân là sự kết hợp giữa nhiều cái hiệu nổi tiếng, cái dịch Morin xám kết hợp con heo dầu Rainbow 20 xứng đi cùng để thắng đồ chơi được cố định của các hộp Rainbow 5 cây thông qua 4 chốc kỳ 5 sẽ độc bảo. Vẫn là cái sự quen thuộc lốc máy FZ 1/10 đi cùng chiếc cái ốc kỳ 5 điện phân đất màu sẽ độc bảo. Chân chân sau một cái chiếu heo dầu Rainbow lục lớn 20 xứng. Phiên bản này khác nhiều hơn với con heo dầu nơi bánh trước được bắt lên cách thông qua các phát heo dầu được làm bằng chất liệu nhôm CC nguyên khối, đầy cứng cáp và có độ chính xác khá cao. Hai thảo được dùng cho mình cái bộ AM Titan đem tính thức âm thanh quy lực hơn cho con xe này. Chi tiết phần carbon hai khúc được làm bằng vật liệu tốt với carbon mang lại sự liền lạc, độ thẩm mỹ rất tốt cho con xe. Nâng cấp luôn phục Crespo bình dầu rời được những anh em chia sẻ nơi ưa chuộng trong nhiều năm gần đây. Nhất là những dòng xe đi kiển, trên bình dầu, chân phục có nước chỉnh để kiểm soát được độ hồi trả của phục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy tiếp nhớ like, share, subscribe.